Em kính chào các bác. Loa với cả âm ly về ngập lối cho các bác ạ. Bên em về rất là nhiều dòng âm ly với loa. Lô này chủ yếu là loa Mỹ và những cái dòng âm ly trên dưới 10 triệu và chủ yếu là những cái dòng khoảng tầm 7, 8, 9 triệu các bác nhé, dòng bình dân, những cái dòng equalizer. Ví dụ như bản Victor C70 bên em về này, tích tích 8065 đều có cả trong cái lô này các bác nhé. Âm ly có giải mã DAC, dòng Yamaha 700, rồi là dòng 580D, 880D. Dòng giải mã đồng trục có dòng 780D, đủ hết lối cho các bác. Để em lách vào. Đặc biệt trong lô này bên em, bác hôm qua có bác nào hỏi em đôi Piller CS979 nghe nhạc vàng, đây bên em về được các bác nhé. Đấy, bát 32, một chiếc trục, một chiếc siêu tép với cả một chiếc tép máy vẩy ở đây. Bên em còn về rất là nhiều các sản phẩm vừa tầm tiền để cho anh em ghép, vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke hoặc là nghe nhạc. Đấy, các bác có nhu cầu sở hữu thì các bác ới em nhé. Cái dòng Avon này, dòng 10/10 này, Boston này, những cái đời Deaton này. Bạn Deaton 15, bạn này thì các bác loa ảnh, các bác nghe nhạc vàng hay lắm các bác ạ. Sony G7 khủng long. Đấy, dòng Bvrus 802 series 80. Đấy. Rất là nhiều nhé, những dòng JBL. Dòng JBL, những dòng Cap 3 này. Cap 3, bạn này là Cap 3, Cap 3 8.2 các bác nhé. 8.2i. Đấy, Infinity, bạn này là dáng cây, về trong cấu hình cực kỳ đẹp. Đấy, Cap 38 bên em về các bác nhé, về phải nói là rất là chất và đẹp luôn. Bạn Cap 38 thì lô này bên em về thì chân còn nguyên luôn các bác nhé. Lô trước là nhà em về là cái chân này là không còn đâu các bác ạ. Đấy, chân những cái dòng Cap 3 này là không còn đâu các bác. Đấy, bạn là Infinity, dáng kia phải mấy năm bên em mới về được. Cap 3, và bạn là Cap 380 này các bác này. Đấy, dòng loa cây các bác nghe hay, các bác bày cực kỳ là sang trọng, nhìn nó đẹp lắm các bác ạ. Màu vân gỗ, những cái dòng Infinity Cap 3 thì các bác nhìn những cái vân gỗ sồi, phải nói là rất đẹp, nó là đặc trưng của những cái dòng Infinity.